bầu hả? Hai cái à? Bây giờ đi đâu? Giờ đi đâu? Không, nói chuyện gì? Cái em rửa hơi mắc rồi, không thua cái có 90. Học tới nơi rồi nè. Tao tới nơi rồi nè. mày Thằng nào? mày Kêu mày gắn mày Nào, mà mày bắn kiểu nó. ba đứa rồi sắp gần chết rồi, rồi nó qua Mà bốn đâu? sục cái luôn. Đâu đây Hai cá đứa ơi, này cá đúng ơi. không? Đâu? Chấm. Nhưng mà chịu đúng không? Co vơi cho chiếc xe nó chạy chạy này. Cả tới đây. Đâu rồi? Cầm thùng xuống ngọn hả thùng kia. Bắn không được kill nào luôn, what the fuck. Một kill Đã quê. Lúc nó gặp nó vừa làm lúc cái 6 thằng kill rồi. luôn kìa. Anh vừa lúc cái thằng rồi, nó thấy nó sẽ qua nơi nó gặp kia rồi. Nún 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 nún. Nún 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 nún. Anh chị tôi cũng nhanh thế nha. Nhanh thôi mẹ, anh hết kêu mẹ, anh được bao trăm kêu là được bao nhiêu súng wow. Mà sao anh bị mất hết skill súng rồi nhỉ? Lát à? Chưa tải á. Đã tải rồi, mẹ hết chơi cả. Ê, tôi bỏ hết rồi. Chạy xuống rồi. Quá, ý là chạy. Ủa, cứ hai gặp là thắng hai rồi. Ăn hai trận liên tiếp phải thắng. Thích có team bắn nhanh không? Check my mark. Ủa cứ kêu là một kêu là một chú gà hả? Hay sao? 100 kêu. Check my mark. Mai mai được bắn A nè. Có ông kia ông kêu cày 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 canh gà. Mình bốc nếu có thời gian qua thi mới được, qua thi đi kiếm kiếm chỗ cày thi nha, cày kiếm tiền. Bài Helium mình có 3 kill về 675 RAM thì anh ta có nâng được tổng số kill mình lên 4 hay không? Thì đang một thành viên bên tem màu đỏ là outside Parizon. Không lên. Anh đã không mong lên chết từ vị trí không tốt từ Orange. Enemy location confirmed. À, và chỉ số năng về 1-1. Liệu thì bây giờ mình chúng ta có làm được hay không? Địch đang nằm sau cục đá đó. Thế là phát hiện được địch. Địch cũng phát hiện được CD cho mình. Ta làm gì đây? Làm gì đây? Quá tốt, tôi đi còn nhớ máu. Mà biết tôi dành cho Hero Game đây. Đây là một streamer nổi tiếng và tên tuổi trẻ nhất làng Bucky New State. Mẹ nghĩ gặp nó nói Beast State ấy, thì có mẹ Hero Game. Ok kìa.
Ok, một cổng 1000 sát thương Kasuga. Quay Suga nhiều thế. 30 trận. Chẳng thấy skin nữa. Được lại chế mẹ. Yên tâm. Mọi người, cô ơi. Mày cá bật tốc độ. Mày để trái hay để phải? Bây giờ mày nói để trái hay để phải là tao qua nè. Có vừa, tao sao phải, để phải, để phải, để phải, để phải. Nha, màu xanh nha. Ok, ok. Vậy bên trái. Trái, trái. Để phải mà. No 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 nhìn chậm, nhìn chậm, nhìn chậm, nhìn chậm. Đi mẹ em, hai chiếc xe đẩy thì mẹ em bắt hai chiếc xe đó luôn. Hay xe đẩy. Này, này thì mày trái đẩy phải đúng không? Ủa, mà đẩy phải mà đẩy phải mà sao dùng qua trái vậy? Mà okay. Đi theo mày mà. Ok, làm bài nha, làm bài nha, làm bài nha. Sai rồi, xin lỗi. Ai xin lỗi à? Thôi, bỏ đi cũng được. Em đi rồi đó. Chỉ đèn gaming mà. Ủa, hai hả? Mày tính đâu chú chứ, trời. Hai gì? Ủa, mày khi thường tao. Mẹ mày tí kích khỏi cửa lan. Ok, con có chung cửa lan không? Mẹ ta kích mày không đi được. Đây 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 Gamin mẹ mày. Trong cái phòng nó chỉ có em có quyền thôi. Cái là thằng Ngọc Tiên Gamin nó năng lên 1.3 rồi. Mà táp rất rất léo. M24. M24 táp một viên. Ủa? Phải coi bọn này nữa hả? Còn đây là Xô AI coi, coi. Anh ta đã bóng máu của mình. Coi team nào thắng thì đẩy chết team đó đi cho nó khỏi thắng. Xoay AI lộn cho mình. Nó mới là táp rồi hả? Táp rồi. Nó là táp rồi thằng. Xoay AI ra uống cho mình một bình nước cho nó lại tinh thần. Mấy cái súng ngon phết này. Cái được ống tiêm này, cái barrel này mà barrel đẹp phết. Chưa tải skin. Ở trưởng, ơi mỗi lần update là mỗi lần tải, cay chứ gì. Ôi, chết chéo rồi. Kìa đẹp vậy. Cháu, ui gì. Đội súng rất tốt của vị trí của team. Đập thằng đỏ. Đỏ nha. Dí chết thằng đỏ nha. Đẩy hết về đỏ đi, bên trái kìa. Bên trái em ơi. Đó, đỏ kìa, nó có hệ thông số kìa. Số 1 kìa. Ui, đu. Ôi mày chết á. Không bên đó bờ đá bắn được. Một bom. Ok. Giết mày một thằng hồn 24 vậy. Cứu em được, cứu em được. Ôi nó ra một tiền luôn này kìa. Em đâu đông vậy? Cứu, help me. Cứu. Chơi đó, mọi người chơi đó. Đừng đẩy. Đừng đi bắn. Ăn hai được trắng. Cứu em ăn hai được chai. Ê, cắm chứ nè. Ngoài cứu em đâu em ơi. Nó công qua này. Enemy
tầm gần đi xuống tầm xa. Còn... tầm gần mà tầm xa sẽ đi vào tầm gần ngu thì chơi thế với mình. Tầm gần với tầm xa. Con thằng đâu không biết. Xanh còn ba người. Ai đi con mẹ. Thế không vào đầu kìa. Đấy chứ. Ôi kìa. Đấy. Nó đến ốc chứ. Ok. Ủa? Tưởng ở trên. Check my mark. Kìa. Đấy, ha. Hai hai nó chạy, nó chạy. Ui, bị cây gụ, ui. Thằng nó chết. Bị cây gụ quá luôn. Nó trong game lớn vậy. Mình màu gì mình xanh hả? Dí màu đỏ tiếp, mình luôn. À, ông nội mày có mua ba, điệp mày chấp mình mà 24 đứa con chó. Dí màu hai. Lát đen. Mình đi bốn này cả. Ôi, sóc lọ. Có cái gì mà sóc hết trên hai kìa. Mà sóc lọ nó thuộc hai đứa chết luôn. Rồi. Yếu rồi, nó yếu rồi đó hai. Một viên sóc rồi. Nó sóc lọ nha. Nó thuộc hai đứa chết luôn. Chạy luôn nha. Thục của cả hai đứa nằm im ạ. Ôi trời này đói rồi. Ui con mày nhìn đây chết rồi. Còn... nóc nữa nè. Anh chết mà bò này. Xong mẹ. Anh mẹ nó nhảy mẹ thằng núi mất cũng được hay không. Check my mark. Không có một cá chặt cu.